Ừ. Chứ mình đã quay đâu? Quay đâu? Quá. Em nấu là mỗi em dùng 2 kg, mỗi kg giá 15 ngàn, 2 kg là 30 ngàn, tổng chi phí là 45 ngàn. 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 Nhưng mà cô lại bao nhiêu? 11. Là bây giờ cái nghĩa là ấy là chưa tính tiền công thì chi phí là 45.000 đồng để sản xuất 42 lít tinh dầu. Và ở đây em chi phí là em ở đây em chia cho em chia lấy giá tiền chia thành tất cả nhà người. Ở đây em đang nói với em là tính ra một cái lượng là 10 lít là tính ra là bằng bằng 1.000 đồng. 1.000. Dạ. 10 lít là 30.000. Dạ. Cái nào cũng vậy. Tao có quay mà đâu mà lo. Một lít là lời 2 triệu. Đấy, 10 lít là 20 ngàn đi. Một lít là lời 2 triệu. Một ngày làm 1 lít. Một ngày làm lít. Là lời 2 triệu một ngày. Ngày 2 triệu là 6 triệu. Vậy ông nói gì? Không nữa. Hôm nay nó im quá. Ông cho bỏ về làm cái chồng. Một tít là 10 tít là 19 ngàn cho 20 ngàn đi. Thì một tít là 1 ngàn.